Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Didimo, ông Nathanael người Cana miền Galilê, các người con ông Zebede và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: này các chú, không có gì ăn ư? Các ông trả lời: thưa không. Người bảo các ông: cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: Chúa đó. Vừa nghe nói Chúa đó, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông: đem ít cá mới bắt được tới đây. Ông Simon Phêrô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ, lưới đầy những cá, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói: anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy hơn các anh em này không? Ông đáp: thưa thầy có, thầy biết con thương mến thầy. Đức Giêsu nói với ông: hãy chăm sóc chiên con của thầy. Người lại hỏi: này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không? Ông đáp: thưa thầy có, thầy biết con thương mến thầy. Người nói: hãy chăn dắt chiên của thầy. Người hỏi lần thứ ba: này anh Simon, con ông Gioan, anh có thương mến thầy không? Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần: anh có thương mến thầy không? Ông đáp: thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con thương mến thầy. Đức Giêsu bảo: hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật, thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn. Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông: hãy theo thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Trọng kính quý cha, quý thầy, quý cộng đoàn. Trước hết con xin cáo lỗi vì đến chậm mấy phút. Thì giáo xứ Hạc Châu chúng con tối nay cũng có dâng hoa, rước kiệu, kính thánh Du Xe quan thầy của hội gia trưởng. Thánh lễ kết thúc vào lúc 6 giờ 20 phút và con bật chế độ siêu tốc chạy tới đây là 9 phút 21 giây. Từ nhà xứ Hạc Châu tới đền Thánh Kiên Lao. Vâng, thưa quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cũng đã được nghe quý cha chia sẻ nhiều về bài Lời Chúa ngày Chúa Nhật. Tối hôm nay là thánh lễ quan thầy của hội gia trưởng, có nhiệm ý là kính thánh Du Xe với tước hiệu là công nhân Du Xe lao động. Cho nên con xin được chia sẻ chủ đề về lao động. Có câu nói thế này: lao động là vinh quang, ăn hoang là bồi dưỡng. Xem ra các ông các bà thích cái phần ăn hoang hơn. Ăn hoang là bồi dưỡng thì ai cũng thích, còn lao động là vinh quang thì không mấy người ưa. Tại sao lao động lại là vinh quang? Chúng ta hãy cùng hồi tưởng lại từ ngày Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ vạn vật và con người. Thử hỏi quý ông bà anh chị em, loài người đầu tiên là ông Adam bà Eva có phải lao động không trước khi phạm tội? Nhiều người nghĩ rằng ông Adam bà Eva trong vườn địa đàng chỉ có ăn chơi hát lượn đó. Suốt ngày nắm tay nhau để dốc bầu tâm sự, không phải làm gì cả. Không phải thế. Họ vẫn phải hái lượm, họ vẫn phải trồng trọt, họ vẫn phải chăm bón. Nhưng mà sau khi họ phạm tội thì Chúa phán: từ nay đất sẽ trở nên gai góc cho ngươi. Nghĩa là lao động, ngươi phải nhọc nhằn, phải đổ mồ hôi, phải sôi nước mắt mới có của mà ăn. Loài người chúng ta sinh ra đã phải làm việc rồi. Tại sao lao động lại là vinh quang? Vâng, thưa quý ông bà anh chị em, Thiên Chúa dựng nên vũ trụ vạn vật, muôn loài muôn thú. Chúa không dựng nên một con số cố định. Chúa không dựng lên 1 tỷ con bò, chúng ta ăn lẩu một thời gian rồi hết. Con vật khác cũng vậy. Nhưng mà Chúa dựng nên nó có giống, nó có giống nòi. Và loài người chúng ta phải giúp cho nó, nuôi nó để nó sinh sôi, nó nảy nở. Mình ăn con bò này thì sẽ có sinh ra con bò khác. Ăn bố ăn mẹ thì có bò con lại lớn lên, lại sinh ra. Thì nhiệm vụ của chúng ta là phải lao động, phải nuôi nó để cho nó sinh ra. Đấy là cái sự khôn ngoan, cái kỳ công của Thiên Chúa mà chúng ta phải cộng tác vào để cho cái giống nòi nó tiếp tục nảy nở. Rồi những cái loài thảo mộc khác cũng vậy. Chúa không dựng lên 1.000 tỷ quả bưởi, bưởi xanh hay bưởi diễn ăn mấy chục năm rồi nó hết. Giống thảo mộc khác cũng vậy, Chúa dựng nên nó có hạt giống. Và chúng ta phải trồng, phải bón, và từ đó nó tiếp tục sinh sôi nảy nở những trái khác. Chúng ta ăn trái này thì nó lại mọc cây khác, nó mọc trái khác. Cứ thế một cái vòng tuần hoàn để cung cấp lương thực hàng ngày cho nhân loại này.
Cho nên chúng ta phải cộng tác để làm cho nó tiếp tục sinh sôi nảy nở. Thiên Chúa dựng lên vũ trụ vạn vật, Ngài thấy nó tốt đẹp, chứ nó không hoàn thiện hẳn, tốt đẹp. Chúng ta phải cộng tác để làm cho nó tiếp tục tiến tới sự hoàn hảo. Và đó là cái cộng tác của chúng ta. Cho nên cái câu nói lao động là vinh quang, nó có ý nghĩa như vậy. Vì tiếp tục cộng tác với cái công trình của Thiên Chúa, để làm cho mọi loại thụ tạo nó tiến tới cái mức hoàn hảo trong Đức Kitô. Lao động là vinh quang với cái ý nghĩa như vậy. Lao động là một nghĩa vụ đối với con người, nghĩa vụ đối với xã hội, nghĩa vụ đối với đất nước. Có lao động thì mới có ăn. Người ta nói rằng tay làm thì hàm mới có mà nhai, tay mà quay thì miệng nó trễ. Tức là tay mà không chịu làm thì miệng chỉ có dề môi ra thôi, lấy gì mà ăn. Lao động là một nghĩa vụ để chúng ta tự có khả năng nuôi sống mình, nuôi sống gia đình, góp phần làm ra của cải vật chất. Và lao động là một sáng tạo. Ai càng lao động nhiều thì họ càng có cái óc sáng tạo. Và lao động nó làm cho cái nhân phẩm, cái giá trị con người chúng ta nó nâng lên. Chứ còn lười biếng mà không chịu làm thì đánh mất giá trị con người và mất đi cái nhân phẩm của con người. Người ta tưởng tượng những cái chàng trai mà con ông cháu cha, con quan chức cán bộ, quan đại gia lười biếng, chỉ có ăn hưởng thụ không á, thì cuộc đời của họ nó dễ suy tàn lắm. Còn những người làm việc 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi vẫn cứ làm việc, con người của họ nó có giá trị. Thế, lao động nó mang lại cho chúng ta một cái giá trị sống, một giá trị của con người. Lao động thì có nhiều cái thể loại lao động. Lao động chân tay chúng ta ai cũng hiểu, ai cũng làm. Còn có lao động bằng trí thức, người ta suy nghĩ, người ta sáng chế, người ta phát minh. Có lẽ các cha này, các thầy, các sư thì lao động tinh thần, lao động để phục vụ phần đỗ linh hồn. Nhưng mà chúng ta phải lao động như thế nào? Chúng ta nhìn vào cái bài, nhìn vào Thánh Phêrô và các tông đồ trong bài tin mừng hôm nay, để chúng ta thấy phải lao động như thế nào để cho nó hợp với ý Chúa. Người đời người ta nói mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Mưu mô tính toán là do con người, nhưng mà thành sự là do trời, thiên tức là trời. Còn Kinh Thánh thì nói câu này: làm thì bởi bay, ban thì bởi ta. Hai câu đó ý nghĩa như nhau. Các ngươi cứ làm, nhưng ban thì do ta ban. Trong bài tin mừng hôm nay đúng như vậy. Thánh Phêrô và các tông đồ miệt mài lao động đánh cá suốt đêm. Mặc dù họ có kinh nghiệm, họ có chuyên môn, họ có đủ phương tiện, nhưng không được cái gì cả. Suốt đêm vẫn trắng tay. Sáng hôm sau mặt mũi ỉu xìu, buồn rầu, vừa đói và vừa thất bại. Nhưng mà khi họ nghe lời Chúa hướng dẫn: hãy thả lưới bên phải mạn thuyền. Thế là họ lại phải cố gắng. Mặc dù đã vất vả, đã chán nản, đã đói, đã buồn, nghe lời Chúa họ lại tiếp tục ra khơi và đem lại một kết quả không ngờ: lưới đầy những cá. Các em thiếu nhi có biết là Thánh Phêrô đánh mẻ cá hôm nay được bao nhiêu con không? Ui giời, các con nghe lời Chúa rất rõ ràng: 153 con. Tại sao có 153 con? Đây có thiên thần thì trèo hẳn lên đây. Chắc là trai giảng hấp dẫn quá nên hẳn đây nghe.
153 con ở đây không phải là đếm 153 con đâu, mà cái hồ đó nó có 153 loại cá. Nghĩa là Thánh Phêrô và các tông đồ bắt được tất cả các loại cá trong cái hồ đó, chỉ nghe lời Chúa thôi mà các ông thu được một cái thành quả lao động, lưới đầy cá, chất đầy lên thuyền. Cái này cũng có một ý nghĩa là sau này Phêrô và các tông đồ giáo hội á, đi lưới người sẽ thu phục được tất cả mọi quốc gia, mọi dân tộc trên thế gian này vào trong con thuyền giáo hội. Đấy, 153 con cá, thực ra là 153 loại cá trong cái hồ đó. Hình bóng giáo hội sẽ thu phục tất cả mọi quốc gia, mọi dân tộc trên thế giới này vào trong giáo hội. Đó là kết quả của lao động mà Phêrô và các tông đồ nghe lời Chúa. Và bây giờ các ngài đi lao động tinh thần để thu phục các linh hồn. Kết quả của lao động theo ý Chúa là như vậy. Chúng ta phải vừa làm việc vừa lắng nghe tiếng Chúa nói trong lòng. Cho nên có những người làm việc rất thành công, tiền thu về rất nhiều, bởi vì họ làm cái việc đó hợp với ý Chúa, hợp với cái bản năng mà Chúa ban cho mình. Còn có những người năm nghề bảy nghiệp không có thành công, vì cái việc họ làm nó chưa hợp với thánh ý Chúa ban cho họ, với khả năng của họ. Chúng ta ngày hôm nay lễ Kinh Thánh Giuse, chúng ta cùng nói với nhau về công việc của Thánh Giuse, quan thầy của hội gia trưởng và cũng là mẫu gương của tất cả những người lao động chúng ta. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng Thánh Giuse, một con người mẫu gương lao động chân chính. Nhớ đấy, lao động phải chân chính. Bởi vì có nhiều cái loại lao động bất chính, bất công, như là lừa gạt, tham lam, rồi làm những cái đồ giả, nên là lao động bất chính. Và nó gây tới hủy hoại tới môi trường hoặc tới con người. Nhưng mà Thánh Giuse là một người lao động chân chính. Ngài rất vất vả. Có thể nói rằng Thánh Giuse vất vả hơn chúng ta nhiều. Chúng ta hình dung thế này thôi. Khi cưới vợ, tức là lấy mẹ Maria, chưa lập nghiệp, chưa lập nghiệp, chưa ổn định. Người ta bảo những một trong những việc lớn lao là tậu trâu lấy vợ làm nhà, tức là nghề nghiệp, xây dựng gia đình và xây dựng nhà cửa. Thế thì Thánh Giuse khi cưới Maria, và Maria có bầu và sinh con, ngay từ những ngày đầu thì Giuse đã phải đưa Maria và hài nhi bé thơ Giêsu trốn sang nước Ai Cập, coi như là đi sống lưu vong. Vậy chúng ta hình dung Giuse sang Ai Cập làm gì để kiếm được tiền mà phụ cấp được cho gia đình, cho Maria và Giêsu để sống qua ngày? Làm gì? Đi làm thuê không? Hay là mở nghề? Trong khi đó vốn liếng để chưa có. Đấy, Thánh Giuse làm gì? Tức là ngài phải suy nghĩ, phải vất vả để làm sao một ngày kiếm được miếng cơm manh áo, kiếm được đồng tiền để phụ cấp cho gia đình. Đó là cái vất vả lo lắng ở đất khách quê người. Cho nên cái trách nhiệm nó đè nặng lên cái đôi vai của ngài. Ngài suy nghĩ, ngài lo lắng, ngài phải đi kiếm việc làm, rồi chắc ngài rất là vất vả. Nhưng mà ngài không kêu ca, không than trách. Ngài không bao giờ nói rằng tôi là cha nuôi
của Ngôi Hai Thiên Chúa mà sao tôi nghèo vậy? Tại sao Ngôi Hai Thiên Chúa không làm phép lạ ra những cái lương thực hàng ngày cho mình ăn đỡ vất vả? Không, tất cả các ngài đều phải lao động làm việc rất tự nhiên, những thu nhập bằng sức lao động của mình để sống. Rồi sau một thời gian, ngài lại phải trở về quê hương. Vấn đề lại nảy sinh nơi ăn trốn ở, nhà cửa. Và lúc đó ngài mới lập nghiệp, tức là lập một cái xưởng, gọi là xưởng thợ, gọi là Thánh Du Xe Thợ. Ngài làm thợ mộc. Nhiều người chúng ta nghĩ rằng nói đến cái xưởng thợ mộc, thợ gỗ, úi giời, chắc ngài là đại gia. Ngày xưa cái nghề thợ mộc nó giống như mấy ông thợ xây bây giờ thôi, thu nhập đủ sống thôi. Nhưng bây giờ mà có xưởng gỗ, xưởng thợ mộc thì đúng là đại gia rồi. Nhưng ngày xưa thì không có. Ngài làm nghề thợ mộc để ngài kiếm thu nhập và phụ cấp cho gia đình. Ngài lao động với đôi chân, đôi tay, với sức lực của mình. Có một vài cái câu chuyện vui ấy, kể lại như thế này. Một hôm ngài đóng cho một cái gia đình kia một cái giường cưới. Ngày mai thì nó cưới rồi. Hôm nay thì sang bảo bác Du Xe ơi, mai cháu rồi tôi cưới. Bác giường xong chưa, mai cháu nó rước râu. Nhưng mà đến lúc ngài đưa ráp giường vào thì cái mộng nó, một cái thì nó bên kia thì vừa, bên này nó ngắn quá, nó không vừa. Mà bây giờ mà lại phải làm một cái thanh giường khác thì nó không kịp. Thế rồi ngài buồn lắm, ngài lo lắng lắm. Hải Nhi Giê-xu thấy vậy, thấy cha của mình đang buồn vì không hoàn thành được cái công việc cho người ta. Thế là ngài đến, ngài bịt tay vào cái đầu. Thế là ngài bỏ ra một phát thì tự nhiên nó thò ra vừa bằng nhau. Thế là ráp vào là ngon, vừa kịp giường cưới cho họ. Đây là cái chuyện mà truyền khẩu để lại. Vâng, trong đời sống lao động của Thánh Giuse mà chúng ta vừa bàn với nhau, là ngài đúng là một người cha, người chồng lo cho gia đình với vai trò của một người chủ. Ngài làm tất cả những việc ấy với cái niềm vui, hạnh phúc và với sự cộng tác với Thiên Chúa để lo cho mẹ Maria và Hải Nhi Giê-xu. Các bậc gia trưởng chúng ta hôm nay thật hãnh diện cảm tạ Chúa vì đã chọn Giuse, một người lao động như chúng ta, để chúng ta làm thánh quan thầy và làm gương sáng. Chúng ta hãy tin tưởng vào sức lao động mà Chúa ban cho bản thân, và hãy cố gắng dùng tài trí, sức lực của mình, đôi tay, bàn chân để lao động một cách công chính. Hãy vững tin vì đã có Thánh Giuse là người thợ, một người gương sáng cho chúng ta. Hãy vững tin rằng Chúa sẽ không phụ lòng vất vả, lao công, mồ hôi của những bậc làm cha, làm chồng đang ngày đêm lo cho gia đình, vợ và con cái. Lạy Thánh Giuse thợ, gương sáng của các gia trưởng, xin chúc phúc cho tất cả những mồ hôi nước mắt, những nỗ lực, những bàn tay đầy chai cứng, những đôi vai chín sạm, những bộ mặt đầy phong sương, những thân hình tiều tụy đượm sắc cần lao của tất cả lao động chân tay cũng như lao động trí óc của những bậc gia trưởng chúng con, để mọi người cùng được nắm tay nhau trong tình yêu thương, kiến tạo thịnh vượng và hòa bình, đem lại hạnh phúc chân chính cho người thân và gia đình chúng con. Amen.